đúng không? Bây giờ tất cả các ông chồng khắp nơi nơi mà vợ mấy ông đi đến đây tu, mấy ông đừng có đặt cái câu hỏi tại sao mà mày từng nào mày cũng đi đến đó làm chi vậy? Thì mấy bà chỉ cần trả lời đúng một câu: ông hãy làm cho tôi vui như thầy làm tôi vui đi. Nhưng ông nhớ, ông cũng làm cho tôi vui nhưng có tác dụng phụ. Tôi cũng từng được vui đó, nhưng mà có tác dụng phụ. Mang bầu và đẻ khổ vô cùng. Nhưng tôi đến với thầy 9-10 năm nay, thầy cũng làm tôi vui mà không bị chuyện này. Đó, cái này mới là số 1, đúng không? Thấy chưa? Đó, số 1 là ngay chỗ này. Hay, chỗ này tuyệt vời. Mấy ông chồng đó, đầu hàng. Tao đầu hàng thầy Nhân Đức luôn, hiểu không? Đó, thì bây giờ mình nên cho vợ mình đi đến đây để cho nó cười. Mình không có bản lãnh làm cho vợ mình cười thì tại sao không để cho người ta giúp cho vợ mình nó cười? Nó cười xong nó đẹp để về, nó cho mình nhìn. Công nhận không? Bây giờ tôi làm tốt cho nó ngon lành đi cho mấy ông mà. Chứ đâu phải là tôi tốt thì tôi giữ đâu. Thấy chưa? Công nhận không? Đó, thì bây giờ tất cả các ông đừng có lo. Đừng có lo vợ đến đây nhiều mà quên mấy ông. Mà nó càng đi đến đây thì nó càng trung thủy. Vì cái nguyên lý của nhân quả nó hiểu. Nó hiểu rồi, nó không có bỏ mấy ông đâu, đừng có sợ. Nên từ nơi đó đừng có lo mà vợ đi chùa nhiều mà bỏ mình, không có đâu. Cái chuyện niệm Phật giảng sanh là cái việc nó đâu có đá đổ gia đình. Từ khi là hết duyên gia đình thôi, chứ không có đá đổ gia đình, hiểu chưa? Nên tất cả những việc này ai nghe đạo mà không cần. Bây giờ quý vị thấy từ hồi nãy tới giờ quý vị cười bao nhiêu nụ cười à? Quá trời nhiều luôn. Cuộc đời người ta nếu mỗi ngày mà cười được nhiều như vậy thì hạnh phúc biết là bao. Thấy chưa? Thì công nhận không? Cô kia cô nói là, cô nói thật với thầy là tối thứ hai là con làm tăng ca thầy. Nhưng không, tối thứ bảy chứ không lòng làm tăng ca thầy. Tăng ca cả đêm. Nhưng mà nếu mà chủ nhật mà con không đến là con chết. Ôi trời trời gì đâu mà ghê gớm rồi mới đến là gì? Con cười. Ngày chủ nhật con đến để cười. Cười xong rồi con mới đủ sức để một tuần đó con tăng ca. Ghê chưa? À, mà nhiều cô có tâm sự với những đức nó thật lòng lắm nha. Nó nói là con nói với thầy đừng nói với ai nghe. Những đức nói, cô cứ nói đi. Những đức không bao giờ nói cho một người nào nghe cá nhân. Những đức nói cho vài ngàn người nghe một lượt. Nó kinh nghiệm thôi. Chứ không nói tên tuổi cô đâu mà sợ. Bà nói rằng thầy biết rằng khổ lắm, cực ngày cực đêm, còn về cực chồng nữa chứ. Sao con thấy cuộc đời con sao nó cực nhiều mãn quá. Quay qua cực chồng, quay qua cực con, rồi cực đi tăng ca làm việc. Còn có khi về dễ mà gặp chồng tăng ca. Bà nói gì đó trời. Mà nói đúng là thê thảm. Bà nói nếu mà chủ nhật mà con không đến đây là con cũng như là người chết rồi. Không có một hương vị sống gì cả. Ghê không? Không có hương vị sống, bởi vì thấy chưa? Không gặp Phật Pháp. Là kể như tiêu rồi. Thấy chưa quý vị? Phải Phật Pháp hay không? Quá hay. Đúng là cái giáo pháp Đức Phật tuyệt vời. Cái giáo pháp Đức Phật là số 1. Quý vị mà nghe hài từ hồi nãy tới giờ quý vị nghe chút là quý vị nặng nề liền. Ban đầu cười nhưng chút nó nặng nề. Nhưng mà bây giờ nghe hồi nãy tới giờ quý vị coi gần 1 tiếng rưỡi rồi đó. Nhưng mà những đức nhìn xuống quý vị nghe càng đẹp. Không, cái này là 100% luôn. Nãy như Đức bước lên, như Đức nhìn có nhiều người niệm Phật mà quý vị mệt mỏi lắm quý vị à. Nhưng mà tại sao những điều nói chuyện đơn giản mà nó làm cho quý vị đẹp thế? Công nhận không?
ngộ ghê, thấy chưa? Tự nhiên sao mà mình cảm thấy cảm giác rằng là nó quên sạch luôn tất cả những gì lo âu luôn, không còn nghĩ ngợi gì nữa chứ. Đúng là cái pháp vị nó thắng hơn tất cả cái vị trong cái cuộc đời này. Tuyệt, thấy chưa? Như vậy mà về cực lạc nữa thì quý vị nghĩ về cực lạc thì cỡ nào không? Cái thế giới cực lạc là một cái pháp giới mà gọi là phô diễn pháp âm, mỗi ngày là sống trong, nói rõ ra là trong cái định đó quý vị. Cái người trong thế giới cực lạc là sống trong định, mà cái định sanh pháp lạc. Quý vị vui đây chỉ vui cái bên ngoài, nhưng mà thật sự là trong cái định là sanh pháp lạc. Mà trong cái định sanh pháp lạc, cái pháp lạc trong định đó đó là cái pháp lạc mà nó vui không thể nào diễn đạt được. Như mà Đề Bà Đạt Đa mà khi đỏ trong địa ngục mà tôn giả A Nan xuống nói huynh ở đây có khổ không, thì Đề Bà Đạt Đa nói rằng bậc A La Hán vui như thế nào trong định, thì tôn giả A Nan nói vui không thể nào diễn đạt được, ta ở trong địa ngục vui như bậc A La Hán. Như vậy thì Đề Bà Đạt Đa đâu phải là người tầm thường. Đức Phật là bậc cổ Phật thì Đề Bà Đạt Đa cũng là cổ Phật. Cổ Phật mới đi theo cổ Phật, đúng không? À, đó, nên từ nơi đó mà Thái tử Tất Đạt Đa, Gia Du Đà La toàn là cổ Phật, nên đời nào có Thái tử Tất Đạt Đa thì đời đó có Gia Du Đà La. Đồng tâm đồng cảnh mới thể đi đồng đường đồng hướng. Nghe chưa? Giờ chúng ta đang ngồi đây mà nghe tịnh độ như vậy mà nghe râm rớt. Đây không phải đơn giản. Hiểu không? Nhiều gương mặt lạ lắm, tôi không biết quý vị từ đâu đến. Vì nhớ nghe, 4 ngày Bồ Tát lễ Bồ Tát Quán Thế Âm thì chúng sanh khắp nơi nơi về đây. Như vậy thì trong đây sẽ có Bồ Tát Quán Thế Âm đến rất nhiều, cho quý vị biết, để hộ trì pháp hội. Hộ trì pháp hội. Và Tây Phương Cực Lạc, thế giới chúng sanh ở đó đến đây cũng không ít đâu. Quý vị không biết ai là ai, đừng có đụng tới Bồ Tát. Nhớ. Thấy chưa? Có nghĩa là Bồ Tát cũng đi giật cơm nữa. Nhớ. Tại vì sao? Vì Bồ Tát thì hiện phải giống chúng sanh, phải làm cho chúng sanh như vậy, để chúng sanh tu như thế nào. Bồ Tát đi giật cơm, Bồ Tát không phải vì cơm, mà Bồ Tát vì khảo đảo sự tu đạo của chúng sanh mà đi giật cơm chơi vậy đó, được không? Hiểu không? Bồ Tát cũng đi dành chỗ ngồi nữa. Dạ. Bồ Tát nào, Bồ Tát nào lanh lẹ, năng lực thần thông mạnh thì giành được chỗ cao nhất. Thấy chưa? Bồ Tát đầu yếu thì hỏi biết sao. Nói kiểu này tao mà giành chỗ, đúng không? Có cái bà kêu ông bay vô, bà dành chỗ, bà làm nè. Ý của đó là đi xung quanh, sao tôi ra, chỗ này của tôi. Vì nhớ nghe, Bồ Tát đều đến khảo đạo đủ cách hết chứ, không có giỡn đâu. Làm cho ảnh hưởng đạo tràng háo hức lên, không có giỡn, háo hức á. Nó nên Bồ Tát không có gì chỗ ngồi, không gì hộp cơm. Và Bồ Tát cũng đi gõ cửa nhà vệ sinh, không có giỡn đâu nghe. Tại vì biết trong đó có người ngồi trong đó, mà người này niệm Phật cầu sanh cực lạc,
Nên Bồ Tát đến gõ cửa, dập gõ kêu ra, nhanh đi mày, ra. Coi Bồ Tát trong đó có kiên nhẫn hay không. Ghê chưa? Quá đặc biệt thấy không? Đó nên cảnh giác đi nghe, coi chừng bước ra chữ nhầm Bồ Tát đó. Bước ra hừng hực trong lòng nghe, bước ra tao mở cửa tao coi con nào mà là. Bước ra ấy. Đi trong nhà vệ sinh làm gì la dữ vậy? Thấy không? Chỉ vô mặt Bồ Tát lia lịa nghe. Lúc đó Bồ Tát nghe A Di Đà Phật, lắc đầu. Lúc đó bị thấy lắc đầu một cái là vì biết chết màu Bồ Tát. Nghĩa là Bồ Tát nói mình không đủ vé đi về Cực Lạc, thử một cái thôi rớt. Bồ Tát lắc đầu thờ ơ. Mình đứng lại mình con xin lỗi Bồ Tát. Nghe thầy giảng ôi con quên trời. Nghe thầy giảng nhiều quá trời nhiều luôn mà. Bây giờ Bồ Tát gõ cửa con mà con lỡ chữ Bồ Tát á. Bồ Tát đồng cảm cho con kêu Bồ Tát. Xong rồi lúc đó Bồ Tát làm gì nè. Trời ơi Bồ Tát lắc đầu nữa. Lúc đó trong mắt cười lắm kìa quý vị. Không mà những điều những Đức nói, những Đức đưa vô cái bài giảng nó không đơn giản đâu nghe quý vị. Rồi Bồ Tát giành dép. Đó, giành dép. Chứ không phải giỡn đâu. Cẩn thận, nếu Bồ Tát đã giành được đôi dép thì đừng giật lại nghe. Thì công phu mình đạt. Không có dép đi bộ được không? Đi bộ. Đó. Rồi Bồ Tát ngồi kế mình xì hơ. Đó, xì hơ. Khi mà mình gặp trường hợp này là mình ngồi đó mình làm sao? Lúc đó nghe cái ngồi nghe Hiểu à. Tôi bị kết duyên với cái hơi của Cực Lạc. Kết duyên với hơi Cực Lạc. Nên vừa nghe xì hơi mà nghe cái mùi xì hơi đó mình chơi vậy nè. Hết lẹ. Mình còn chấp tay rồi mình nói dạ con cảm ơn Bồ Tát. Thấy chưa? Đạt rồi đó, đạt. Chứ mà đừng có nghe. Phiền não chết luôn. Hiểu chưa? Phiền não. Nên mình phải hít cho mạnh, cho sâu vô. Mà ngộ lắm. Tại vì ngày xưa những Đức đi hốt phân mấy vị. Hốt phân nhà cầu á. Thì những Đức á, vô đó rồi những Đức nín thở hoài. Mà càng nín thở thì nó càng thúi. Xong những Đức nói ủa sao mà mình cứ bị động hoài ta. Đã vô nhảy vô cái hầm phân để hút rồi mà cứ bị động hoài kỳ ghê. Bây giờ phải làm sao ta? À đúng rồi, chắc có cách này. Nhớ là ngày xưa bà sư phụ có chửi mình, cuối cùng mình bị động không được, mình chủ động. Thôi giờ mình chủ động đi. Vừa nhảy xuống hầm phân quý vị, lấy cây sọt ngay phân, xì phân ra. Xong rồi nó đưa lên mũi kế bên làm nè. Hít cho sâu, hít chút nó đầy bên trong cái hơi phân luôn. Lúc đó là mùi phân nó không còn vô được nữa. Thì bắt đầu như đứng hút thả ra luôn. Hút kịch liệt luôn quý vị. Tại vì nó đầy rồi, nó giữ trong nó đầy đủ độ rồi. Thì bắt đầu là như đứng cứ hút phân thoải mái. Còn mấy chú kia thì ông bịt mũi bịt miệng hút không được gì. Rồi như đứng họ hút mảng bự đưa lên. Mấy ông nói công nhận chú giỏi ghê. Hút phân gì đâu mà hút mảng cái chợ. Nói tại vì mới vô là đầu tiên là tôi đã hít sẵn. Tôi hít trước chứ tôi không có hít từ từ. Nó đã là thúi quá mà mình hít từ từ là mình khổ nhiều. Nên thà mình hít một lần cho nó đã đi rồi mình không cần hít nữa. Thấy chưa? Mình hít vô đưa ngay lên mũi ngay cái đống phân. Hít trầu vô, hít đâu 7-8 hơi cuối cùng nó đầy trong phổi mình mùi phân không? Rồi bắt đầu từ đó về sau là phân với mình là một, lúc đó nó không có bị ảnh hưởng. Ghê không? Mà anh thử thí nghiệm rồi mà. Nên những Đức là người hút phân số 1. Thì thấy không, cuộc đời những Đức nhiều số 1 lắm nghe. Nó dở đâu, nhiều số 1 lắm đó.
Đúng không? Coi chừng à. Cẩn thận vậy. Đừng có đùa cái chưa có chừng đó nghe. Nó nên từ nào đó bị gì bị nghe ha không? Bồ Tát không đó. Nói hồi nãy tới giờ những đoạn cuối cùng huyền thoại chi âm là nói rõ ra là Bồ Tát không à. Thấy là Bồ Tát không à. Thấy không? Nó nên bây giờ thôi, mình đừng có đụng bậy bạ. Mình không có biết ai là ai đâu nghe chưa? Nên mình cố gắng mình duy trì niệm Phật đi. Đụng trường hợp nào cũng Bồ Tát đó. Nhưng Hòa Thượng ngày nói là thường bắt khinh Bồ Tát, thấy không? Tôi không dám khinh mọi người vì mọi người sẽ là Phật của tương lai. Thấy không? Thì thôi 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 mình à, không dám khinh mọi người. Mà tức quá chữ một cái thôi xong bỏ qua. Nói vậy đó, nhưng mà nếu cái tâm mà nó không chịu đựng được mà nó không chửi, không nó bực lên cái là tức khắc nó bực, chịu không nổi. Nên có khi mình làm được là coi người ta là Bồ Tát thì được. Còn nếu như những lúc mình tức quá thì thôi Bồ Tát thông cảm cho con tức quá. Con ấm ức quá, cho con nói đại một cái đi cho xong Bồ Tát. Đúng không? Đúng không? Là xong rồi. Thì không có để trong tâm nghe. Không có buồn giận để trong tâm. Mà tức quá thì bùng phát một cái rồi xong, quên. Vậy thì cũng đạt lắm rồi đó quý vị. Chứ nếu mà nói chậu nhìn ai cũng là Bồ Tát thì mình là Bồ Tát rồi. Mà mình chưa phải là Bồ Tát, sao mình nhìn ta là Bồ Tát được? Nói thì nói vậy là lý gì thôi, chứ sự thì khó làm lắm. Đâu có thể nào nhìn ai cũng là Bồ Tát được. Hiểu không? Nói phải nói lại câu này nè. Chứ nếu không á trời, nó ấm ức nó ra. Tự nhiên cái gặp cái gì cũng giật cơ. Bồ Tát đó. Giật cái đôi dép cái đi chân không nóng á. Bồ Tát đó. Là chứ Bồ Tát. Ấm ức nó tức quý vị. Ngồi ghế bên mà xì hơi quay. Bồ Tát. Tức chịu đâu có nổi. Hiểu chưa? Nên từ nào đó mình nói tới với nói lui để Phật Pháp làm sao mà nó đa dạng phù hợp. Để đừng có để cho người ta bị ấm ức và tức tối. Để bùng phát. Để bỏ đạo. Hiểu chưa? Nên mình là phàm phu nhân vô thập toàn. Ai cũng còn sai. Đó. Nên mình sống chung đạo là được rồi. Thôi chúc quý vị an lạc nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.